Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt novel Mushoku Tensei trên Anime Wiki. Trong khi Rudy đang xách quần chạy khỏi Bodyguard và Gisu, thì cùng lúc đó tại thung lũng Địa Long, trong một vách tường đổ nát, bác thần Klamanba vẫn chưa mất đi ý thức. Trong tình trạng toàn thân không thể cử động, hắn bắt đầu nhớ về quá khứ của mình. Từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi câu chuyện của cha và bà nội thường kể, đó là truyền thuyết anh hùng của bác thần Klaman 2 và truyền thuyết về ma vương kinh hãi Atofe Ratofe. Hai câu chuyện như hai mặt trắng đen đối nghịch, nhưng tự chung lại nhân vật chính đều rất nổi tiếng theo cách riêng của họ. Alex lớn lên bằng những truyền thuyết như thế, và tất nhiên hắn cũng muốn mình có một truyền thuyết, và dần khao khát trở nên nổi tiếng, đúng hơn là khao khát sống với cha của mình. Hắn hâm mộ ông ấy không phải vì cha thường giúp đỡ người thầy cô hoặc diệt trừ cái ác, mà vì ông ấy đã làm tất cả để cái tên bắc thần đệ nhất trở nên nổi tiếng. Alex nhận ra để phô trương thanh thế, Klaman 2 đã chiến đấu không ngừng nghỉ và nhận được danh hiệu mạnh nhất. Đúng vậy, trong câu chuyện của cha, Alex chỉ học được 4 từ, phô trương thanh thế. Rồi vào một ngày hắn nhận ra mình thực sự có thiên phú trong kiếm thuật. Hắn hiểu rõ về phái bắc thần đến mức tự tin một ngày nào đó sẽ vượt qua cái bóng của đệ nhị. Thế mà giờ lại thành ra tình trạng như vậy. Tầm nhìn hoàn toàn chìm trong bóng đêm, cơ thể bao trùm bởi thứ áp lực mạnh mẽ, tay chân không ngừng co giật và ý thức dần trở nên mờ nhạt. Nếu là người bình thường hắn đã bỏ mạng rồi, nhưng vì mang trong mình dòng máu ma vương bất tử nên Alex không dễ dàng ra đi như vậy. Hắn nhớ về lời kể của Atofe khi bà ấy bị phong ấn, đó là cảm giác vô cùng đau đớn, cơ thể không thể tự do di chuyển, tâm trí nửa tỉnh nửa mê đến mức muốn phát điên bất cứ lúc nào. Atofe đã liên tục trấn an phải giữ tỉnh táo và thấy cảm giác đó thật nhục nhã làm sao. Alex lúc này cũng đang cảm thấy như vậy, hắn bị đầm lầy đánh bại trước khi kịp chạm trán Austin, một sự thật đáng cay làm sao. Rudeus, đó là kẻ Alex coi thường vì hắn luôn lẩn trốn như một con chuột và chỉ chiến đấu khi trang bị đến tận răng. Kẻ đó tự cho mình rất khôn ngoan, chiến đấu dựa hoàn toàn vào kế sách, thành phần trẻ trong nhà Alex không bao giờ ưa kiểu đó. Thế mà lúc hắn rơi xuống vực thì kẻ đó là người duy nhất đuổi theo và đánh bại hắn, bác thần Klamanba. Giờ Alex buộc phải thừa nhận khả năng của Rudeus Gerard, hắn quả nhiên là một chiến binh thực thụ. Nếu ai đó mang danh anh hùng thì hẳn đó là người như Rudeus. Vâng, từ khinh thường tôi trở thành harem của Rudeus, câu chuyện cuộc đời của Klamanba chính là như thế. Hắn biết Rudy chỉ chạy trốn như một con chuột, nhưng cái dáng chạy đó lại quật cường vô cùng luôn. Ẩn sau sự rụt rè lại là tinh thần dũng cảm hơn người. Rudy dám liều mạng thách thức một đối thủ mà bản thân không chắc sẽ chiến thắng. Đó chính là một kiểu anh hùng như bắc thần Klaman đệ nhất. Càng nghĩ Alex càng hiểu thêm về khái niệm anh hùng. Muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ là như thế nào? Muốn làm anh hùng, nhưng anh hùng thì phải như thế nào? Đúng vậy, giờ hắn mới biết anh hùng phải tham gia một cuộc chiến mình không biết có thể chiến thắng hay không, và phải biết liều mình vượt qua mọi gian truân. Giống như Klaman đệ nhất đã đánh bại ma vương Atofe, hay giống như Rudeus Dumbley đã đánh bại bắc thần Klaman đệ tam này vậy. Chính vì khinh địch, vì cái lý tưởng sai lầm mà giờ ta phải chôn chân ở đây. Alex cố nhúc nhích cơ thể nhưng không làm được. Hắn may mắn thừa hưởng một chút sóng máu của Atofe nên mới sống được đến lúc này. Nhưng nếu không di chuyển được thì trước sau gì cũng chết thôi. Có thể là chết đói, chết khát hay đại loại gì đó. Kết cục của kẻ bại trận là như vậy, nhưng hắn không cam lòng. Alex thề nếu có lần sau, hắn nhất định sẽ không mắc sai lầm ngu ngốc nữa. Hắn sẽ nghiêm túc chiến đấu ngay từ phút đầu tiên đến hơi thở cuối cùng như một anh hùng thực sự. Vì vậy, làm ơn, ai đó hãy cho tôi một cơ hội, chỉ một lần nữa thôi. Trong khi cầu nguyện bằng nỗi tuyệt vọng cùng cực, ý thức của Alex dần trở nên mờ nhạt. Liệu có ai đến cứu hắn hay không? Tất nhiên là có rồi. Trở lại với phía Rudy, lúc này tại bãi biển Tam Đại Thanh. Sau khi nghe về việc có kẻ thù phục kích thì người duy nhất cười vui chính là Atofe. Mắt mụ sáng quắc lên mà hỏi Bodyguard đang ở đâu. Sau đó thì hí hửng xách theo đội cận vệ phi thẳng đến chỗ Sando. Thằng đó sẽ là đối thủ xứng tầm đấy. Ha 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 ha. Atofe vui thế là vì chưa biết em trai của bọn ta đang mặc giáp đấu thần thôi. Nhóm còn lại thì tức tốc lên kế hoạch đối phó. Kuchek, Eris và Clip lập tức theo chân Rudy sơ tán các quỷ tộc. Quỷ thần sau đó cũng tức tốc chạy theo Atofe như muốn hiện thực hóa lời hứa đồng minh của mình. Vậy là một mình Bodyguard sẽ đấu đầu với Bắc Thần 2, Atofe và Manta. Chẳng kẻ nào sống sót được trước ba người đó, nhưng một Bodyguard mặc giáp đấu thần thì khác. Cõi lòng của Rudy nặng trịch khi nghĩ đến cảnh tất cả bị đè bẹp. Không được, tuyệt đối không được. Nếu vậy thì lực lượng phe cậu sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Nghĩ vậy nên sau khi sơ tán mọi người, Rudy lập tức mang giọng một vào và chạy ra bãi biển. Theo chân cậu là Aris, Kuchek, các chiến binh tộc Supat, Cliff và Linalize. Khi đến nơi, Rudy trông thấy bãi biển đã trở nên hoang tàn cực độ. Bodyguard đang bị Atofe và Manta không ngừng tấn công. Ông ta đứng ở phía biển với một nửa cơ thể chìm trong nước. Trên vai thì đang gánh Gisu. Thế nhưng chênh lệch sức mạnh vẫn quá lớn. Bodyguard đang cân cả Atofe và Manta như người lớn đánh với trẻ con vậy. Sando thì sao? Ông ấy đâu? Chẳng lẽ bị đấm bay ra biển rồi chăng? Trong khi đó thì đội cận vệ Atofe cũng đang bao vây Bodyguard và nã phép không ngừng nghỉ. Từ băng đến hỏa số nhâm thạch cứ chút như mưa lên người của ông ta. Ấy vậy mà chúng biến mất ngay trước khi chạm vào cơ thể Bodyguard. Dù có bán ra bao nhiêu loại ma pháp đi chăng nữa cũng không thể gây tổn thương một ngọn tóc. Lẽ nào đó là quyền năng của đấu thần giáp ư?
hay là do Ghi Sư đang dùng ma đạo cụ kiểu như đã hấp thụ chẳng hạn. Rudy có chút hối hận khi lúc đầu không nhân cơ hội kết liễu Ghi Sư trong lúc Buddy đối phó với Sando, nhưng mà cũng chẳng ăn thua đâu, vì Ghi Sư hiểu rất rõ về cậu, hắn chắc chắn đã có kế hoạch đối phó với tình huống như vậy. Bằng chứng là lúc này Ghi Sư vẫn cực kỳ điềm tĩnh luôn. Cả tôi cũng xông lên nữa, dừng lại. Đúng vậy, hiện giờ đội hình đang rối quá rồi. Nếu Aris lao vào nữa thì Rudy sẽ không có khoảng trống để tấn công được Buddy và Ghi Sư. Trong khi Aris cộng người lại, Rudy lập tức chuyển ma lực vào hai cánh tay. Cậu sẽ chờ khoảnh khắc Autofe và Manta bị đánh bay đi để tung ra đòn thoát sát. Tôi sẽ dùng ma thuật để nhảy vào trận chiến. Clip Senpai, khiến anh quan sát kỹ lưỡng rồi niệm ma pháp hỗ trợ từ phía sau ạ. Nghe vậy, Clip gật đầu dứt khoát. Sau đó Rudy hít một hơi thật sâu và bắt đầu giơ cánh tay trái lên trời để tạo ra vài đám mây. Chúng dần to lên và chút mưa xuống. Đi theo đó là tiếng sấm và gió thổi cuồn cuộn khiến mặt biển dậy sóng dữ dội. Đây chính là ma pháp Tích Vũ Vân, sẽ tạo ra những tia sét nướng chín mục tiêu. Trong khi nén mây lại, Rudy liên tục dùng ma nhãn thấu thị quan sát trận chiến. Đến rồi, Atofe và Manta vừa bị đánh bay đi. Ngay lập tức, đùng, một tia sáng hình trụ từ trên trời phóng thẳng xuống chỗ Badegadi. Ở khoảnh khắc nó chạm mặt biển thì đại dương như bị xuyên thủng tạo thành những đợt sóng cao vun vút. Bên trong tiếng sấm rội vang thì Clip đang niệm chú để tạo ra một màn chắn chặn cơn sóng khổng lồ đang ập vào bờ. Rồi một cơn bão cát xuất hiện đập vào khối nước và triệt tiêu lẫn nhau. Ngay lập tức Rudy tắt ma nhãn để tìm hình bóng bộ giáp hoàng kim. Nó đâu rồi? Không gian vẫn một màu tối đen thui. Những người còn lại cũng đang ráo rác tìm nhưng chẳng thể thấy thứ gì. Chúng ta đã làm được rồi sao? Rudy vô thức lẩm bẩm như vậy với chính mình. Thế nhưng bằng một cảm giác nào đó, tất cả đột nhiên ngửa mặt lên trời. Có một bộ giáp vàng chóe đang nhảy múa trên không trung. Ui cha, rồi có một giọng nói bất chợt thốt ra khi bộ giáp đó tiếp đất. Mình cứ tưởng nó xong đời rồi cơ chứ. Tên mặt khỉ đang cười cợt mà nói như vậy. Ta là đấu thần Badigadi, người đã lấy uy danh đấu thần để xin thề trước tình bạn với Hitogami. Ta thách thức Rudeus Gerard với một trận đấu tay đôi. Rudy bối rối từ chối, nhưng không được đâu thanh niên à. Một khi Badi mặc giáp đấu thần thì ông ta sẽ cực kỳ cuồng loạn. Mùa ha ha ha, phản đối vô ích thôi. Thế là cậu ăn một đấm từ bộ giáp hoàng kim. Chỉ với một đấm duy nhất đó, giọng một bị vỡ tan thành từng mảnh. Rudy bay vút đi với tâm trí dần trở nên mờ nhạt. Ngay khi đó cậu đã thấy họ, Aris, Krucek, Atofe và Manta đang đồng loạt lao về phía đấu thân. Ngày hôm đó, Tam Đại Thành hay là Lương đã thành đống đổ nát. Khi Rudy tỉnh dậy thì đã ngửi thấy mùi gì đó thơm phức và thêm chút ngọt ngào và rất thân quen. Cậu có thể thấy mái tóc đỏ đang đung đưa ở bên khóe mắt và sự ấm áp quanh gò má của mình. Anh tỉnh rồi à? Giọng nói phát ra từ nơi Rudy đang tựa đầu vào, đó là Aris, cô ấy đang đỡ cậu trên đôi vai của mình. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rudy tức tốc bật dậy và ngó nhìn xung quanh. Có rất nhiều người đang lảo đảo bước đi như kẻ tị nạn. Hình như là Cliff, Elinalize và Rucek cũng ở trong số đó. Chúng ta thua rồi, thắng thế nào được chứ? Khi Aris và những người khác lao vào đấu thần thì họ hoàn toàn bị đánh bại. Aris bất tỉnh chỉ sau một cú đấm, khiến của Elinalize vỡ tan tanh. Manta và Atofe dù giao tranh rất tốt nhưng cũng bị đấm bay đi mọi lúc. Mo khi đó đã đứng ra chỉ đạo mọi người rút lui. Rucek thì mang Aris và Rudy theo bước đèn vầu đi trốn. Được một lúc thì Atofe, đội cận vệ, Manta và Sando sau khi lấy lại tỉnh táo đã đứng ra bảo vệ cậu. Nhờ họ mà cuộc tẩu thoát diễn ra chót lọt. Một cú sốc nặng nề đánh thẳng vào Rudy. Không ngờ mọi người bị đánh bại dễ dàng như vậy. Kể cả khi lần đầu cậu đấu với Austin cũng không đo ván trong một hit như vậy. Sao tác giả lại đưa ra cái mức chênh lệch sức mạnh lố bịch đến thế cơ chứ? Trải qua vô số trận chiến nhưng đây là lần đầu tiên Rudy trải nghiệm cảm giác thua sau một cú đấm. Mà đạo cải giờ đã thành đống sắt vụn luôn rồi. Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Rudy ngậm ngùi suy nghĩ. Vẫn còn đường đi nhưng liệu có thắng nổi đấu thần Buddy hay không? Sando, Atofe và đội cận vệ dường như đã bỏ mạng rồi. Hiện giờ lực lượng chiến đấu chỉ còn Rudy, Aris, Rucek, Cliff, Elinalize và vài chiến binh tộc Supat. Nếu giao tranh trực diện với Buddy thì chiến thắng chắc chắn là con số 0. Chả thể làm được gì khác ngoài trốn chạy đâu. Rucek nói trong khi nhìn về phía Rudy. Cậu cũng không thể phản bác, nhưng giờ nếu chạy thì chạy đi đâu. Mục tiêu của Buddy và Ghi Sư là giết chết Rudy, đồng thời làm hao hụt ma lực của Austin. Đối đầu với đống quân lại đó chẳng khác gì Austin đang đấu với kiếm thần và bắc thần cùng một lúc, có khi hơn cả thế nữa. Vậy là mọi nỗ lực từ trước đến giờ đã tan thành bong bóng sau phong. Một thất bại cay đắng làm sao. Chạy, Rudy lắc đầu ngao ngán vì hiểu cậu sẽ bị truy lùng đến tận chân trời góc bể. Vãi nhỉ, ban đầu cậu đi săn Ghi Sư nhưng chỉ sau một đêm thì thành Ghi Sư săn đuổi cậu. Nếu chúng ta có bỏ chạy thế này thì làm sao tìm ra được cơ hội chiến thắng cơ chứ? Đúng vậy, chạy chỉ là giải pháp tạm thời, quan trọng là phải có đường lối chính xác để chiến thắng. Vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu rồi thất bại vinh quang nhỉ? Không, thua dù vinh quang thế nào thì vẫn là thua. Với Austin thì chắc điều này chẳng ý nghĩa gì nhỉ? Hắn có thể lặp lại cuộc sống vô số lần nữa mà. Rudeus, bình tĩnh lại đi. Aris bất ngờ nắm lấy tay cậu. Một cú nắm thật mạnh mẽ và ấm áp làm sao. Nhờ nó mà Rudy bình tĩnh được đôi chút. Ok, suy nghĩ về cách để chiến thắng nào. Trước tiên cần phải có một vài thông tin như điểm yếu của đấu thần giáp chẳng hạn. Rudy nghe rằng nó là bộ giáp mạnh nhất thế giới được Lapis chế tạo. Thậm chí chính hắn đã bị bộ giáp của mình đánh bại luôn.
nghe có vẻ nó có điểm yếu gì không? Vậy chẳng lẽ không còn cách nào để phong ấn hay vội hóa nó sao? Ai hiểu về đấu thần giáp nhất? Badigari, Atofe và Austin. Đúng vậy, là hắn. Hắn chính là con bài cuối cùng của cậu, đến lúc dùng đến nó rồi. Rồi thì, chúng ta sẽ rút về làng. Nghe vậy mọi người đồng loạt gật đầu. Trong khi cố gắng kìm nén tâm trạng hỗn loạn của mình, Rudy ngồi ngay ngắn trước mặt Austin. Cơ thể cậu không ngừng run khi kể lại toàn bộ sự việc cho hắn. Hết rồi ạ. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Shando, Atofe và Manta. Khuôn mặt của Austin lập tức cứng đờ. Đấu thần Badigari, ngài có biết phương pháp nào bắt giữ bộ giáp đó không ạ? Không, dù có biết về đấu thần giáp, nhưng ta chưa một lần chiến đấu với Badigari đang mặc đấu thần giáp. Ừ thì Rudy đã đoán được chuyện này, nhưng vẫn không thể giấu được sự thất vọng. Austin nói rằng đấu thần giáp là bộ giáp mạnh nhất được làm bởi chính bàn tay Laples. Nó đã chìm xuống nơi sâu thẳm nhất của ma động, ngay tại trung tâm của hải nhẫn. Bề mặt của nó phát ra một ánh sáng lấp lánh màu vàng kim và ban cho người mặc sức mạnh tối thượng. Nhưng vì số lượng ma lực quá nhiều nên nó có ý thức và chi phối tâm trí người sử dụng. Ở bờ biển, Badigari trông có vẻ chưa bị chi phối, nhưng sau một thời gian nữa thì chắc chắn ông ta sẽ mất kiểm soát. Đến lúc đó người mặc giáp đấu thần không thể phân biệt được chính ta mà chỉ muốn được chiến đấu mà thôi. Cơ thể Badigari đã bị ảnh hưởng bởi một chất đặc biệt không thể nhìn thấy bởi ma nhãn, nên có thể là đấu thần giáp không thể hoàn toàn kiểm soát được hắn ta. Đấu thần giáp có sự tương đồng với ma đạo khái của ngươi. Điểm khác biệt duy nhất là ma đạo khái lấy ma lực của người mặc làm nhiên liệu, còn đấu thần giáp thì lấy sinh mạng của người mặc làm nhiên liệu, và ngươi không thể cởi được nó ra cho đến khi sinh mệnh bị hút cạn hoàn toàn. Nếu nó được gắn lên người của Badigari, một sinh vật bất tử, thì sẽ tung hoành vĩnh viễn. Và cái khoảnh khắc mà bộ giáp ấy được mặc lên thì nó sẽ tự điều chỉnh bản thân sao cho vừa vặn đến hoàn hảo với người mặc. Làm như vậy, thứ vũ khí ấy mới có thể được tối ưu. Vì tầm đánh phụ thuộc vào người mặc nên phạm vi tấn công hiện tại của Badigari không thể xa hơn được. Ánh hào quang bao phủ xung quanh bộ giáp cũng vội hóa hoàn toàn ma pháp. Thế nhưng nó có một giới hạn nhất định. Viên nham đạn pháo với toàn bộ sức mạnh của ngươi có thể đâm thủng được nó đấy. Austin vừa kết thúc bài thuyết trình đầy đủ và chi tiết nhất có thể về đấu thần giáp. Sếp quả thực là biết tốt. Hay rồi, nham đạn pháo toàn lực sẽ xuyên thủng được lớp hào quang kia và gây tổn thương cho bộ giáp. Austin Sama, đấu thần trước đây đã từng mặc bộ giáp đó là ai vậy ạ? Một người thuộc hải tộc. Tuy vậy ma lực của hắn nhanh chóng bị rút cạn và đi đời. Còn trường hợp nào khác không ạ? Ta đã mặc nó vài lần. Một nhân tộc đã mặc nó một lần và cả một ma tộc nữa. Ồ, vậy là Austin cũng từng thử rồi sao? Đúng nhỉ? Không mặc thì làm sao hiểu về nó chi tiết đến thế? Vậy làm sao để đánh bại nó vậy ạ? Ta không biết. Khi mặc đấu thần giáp, ngươi không còn cảm nhận được đau đớn hay mệt mỏi. Và trên hết, nó có thể chiến đấu liên tục với toàn bộ sức mạnh và hưng phấn cực độ. Hiểu đơn giản là nó bắt ngươi di chuyển thôi, chứ ngươi không vay mượn sức mạnh của nó. Thứ này không thể chữa lành vết thương cho người mặc, vậy nên một trận chiến thể lực sẽ có hiệu quả. Đó là trong trường hợp người mặc không phải Badigari thôi. Ông ta là tộc bất tử mà, bị thương rồi cũng tự tái tạo lại. Đấu thể lực với ổng kiểu gì được? Làm thế nào mà Laples đánh bại được nó vậy ạ? Hắn ta áp đảo giới hạn phòng thủ của đấu thần giáp bằng việc tấn công nó với một ma pháp có sức mạnh khổng lồ, khiến chủ thể bên trong bị hủy diệt hoàn toàn, còn bộ giáp thì bị phân tách ra. Kết quả là một cái hồ lớn đã được mở ra giữa lục địa và hải nhẫn. Nói cách khác, nếu ta đủ mạnh vẫn có thể xuyên thủng lớp phòng ngự của bộ giáp và khiến Badigari bị hủy diệt hoàn toàn. Và cũng chỉ bằng cách đó mới có thể chiến thắng được đấu thần Badi. Ta nghe nói rằng kẻ cuối cùng mặc bộ giáp trong quá khứ đã chết, ra đó là Badigari. Và lúc đó có vẻ Laples cũng không biết kẻ mang trên mình bộ giáp là ai. Sau khi ta được nghe về cái chết của hắn thì không còn quan tâm tới bộ giáp đó nữa, vì chưa bao giờ ta nghĩ rằng đấu thần sẽ trở thành kẻ địch của mình. Ủa, tức là Austin cũng từng trò chuyện với Laples rồi sao? Cơ mà bỏ qua vấn đề đó thì Rudy hiểu Badigari chính là con bài cuối cùng của Hitogami. Dựa vào những gì Austin vừa nói thì ở các vòng lặp trước, đấu thần Badi chưa bao giờ xuất hiện lần thứ hai. Điều gì khiến nó lại xuất hiện ở vòng lặp này? Vậy ngươi định làm gì? Chiến đấu ạ. Đúng vậy, giờ không còn đường thoát nên buộc phải chiến đấu thôi. Nghe vậy, Austin lập tức đứng dậy nói rằng hắn sẽ ra trận, nhưng Rudy không đồng ý. Cậu đã làm tất cả chỉ để Austin bảo toàn được ma lực, giờ hắn mà ra trận thì chẳng khác nào bóp tim cả. Nhưng nếu ngươi mà chết ở đây thì kết quả cũng là thất bại, và những gì đã làm từ trước đến nay cũng sẽ chả còn ý nghĩa gì cả. À ừ, cũng đúng nhỉ. Tuy nhiên Rudy đã có một kế hoạch làm suy yếu đấu thần rồi. Xin hãy để tôi thử kế hoạch của mình ạ. Ngươi sẽ chết đấy. Nếu chuyện đó xảy ra thì phiền ngài hãy chăm sóc cho những thành viên còn lại trong gia đình của tôi. Chẳng ai muốn chết khi mọi thứ đang tốt đẹp cả. Nhưng ở trận chiến quyết định với đấu thần này, Rudy buộc phải hành động dù có nguy hiểm đến tính mạng. Nó là một canh bạc sinh tử. Nếu thắng thì gia đình và bạn bè sẽ sống sót, còn không thì tất cả sẽ cùng chết. Lúc này Austin gật đầu đồng ý với điều kiện. Nếu thấy kèo không thiêng thì hãy lập tức rút lui. Rời khỏi văn phòng với tâm trạng nặng trĩu, Rudy nhìn ra thì thấy mọi người đều đang đợi cậu. Aris trên mình đầy sát khí muốn báo thù. Rudy điềm tĩnh. Clip và Lingley dù sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn chưa từ bỏ chiến thắng. Bi thảm nhất là Doga đang than khóc buồn rầu khi nghe tin về cái chết của Shando. Khoảng trống Shando, Atofe và Manta để lại là quá lớn. Rudy chỉ mong Chanoba và Doga bổ sung được phần nào cho họ.
Chỉ cần đội hình này cầm cự 1-2 ngày cho đến khi con át chủ bài được thiết lập thì tỷ lệ chiến thắng sẽ được nâng cao, nhưng cũng chỉ dừng ở mức nâng cao thôi, chủ chắc sẽ thắng. Liệu có ai phải nằm xuống không? Sinh ly tử biệt, thật đáng sợ làm sao? Đi thôi, dù vậy Rudy vẫn tiến bước về phía trước để bắt đầu kế hoạch mới. Đó sẽ là cái bẫy chôn vùi Buddy và xác đấu thần. Mọi người cũng lặng lặng theo sau mà không nói một lời nào. Hiệp 2 với đấu thần chính thức bắt đầu. Và video hôm nay cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.